nói về thằng Nguyễn Văn Đài, cái thằng mà nó ảo tưởng á, nó hoang tưởng á, nó điên khùng mà. Thôi làm livestream hôm nay, làm livestream để nói về nó. Nhân cái chuyện mà nó viết một cái gì như cái văn bản á, rất là hoang tưởng, rất là điên khùng. Làm livestream mẹ chửi nó ha. Làm livestream chửi thằng Nguyễn Văn Đài á, ngứa mắt quá. Cái thằng mà nó điên, nó điên dãng ra dãi. Như các bạn không biết á, thì sáng nay thì tôi nhận cái tôi nhìn thấy trên Facebook á, có đăng một cái bài của thằng Nguyễn Văn Đài á. Không biết đó, mình chỉ biết nó ở bên Đức, các bạn Quốc Toàn. Nó ở bên Đức mà không biết nó ở đâu, chỉ biết nó bên Đức thôi. Thì cái thằng Nguyễn Văn Đài nó viết một cái bài mà nó gọi là, nó làm như một cái gọi là cái văn bản á. Nó gọi là nó tố cáo tội ác của Nhật, của chính phủ Việt Nam. Cụ thể là ông Tô Lâm và bác Trọng á. Rồi nó viết cái câu là nó ra cái yêu sách á, cái như là tố tụng thư á, nó bảo là phải thả hai cái thằng phản động mới bị bắt á, là cái thằng Phạm Thành và cái thằng Nguyễn Tường Thụy. Đấy, nó viết nó văn bản nó đưa lên, xong rồi nó ký lấy danh nghĩa là gì nhờ, chủ tịch hội anh em dân chủ, chủ tịch á hội anh em dân chủ, luật sư Nguyễn Văn Đài. Tôi đọc và tôi nhìn cái bài viết của nó á, mấy cái thằng này là cái thằng điên, thằng khùng hoang tưởng. Như các bạn đã biết ấy, thì cái thằng Nguyễn Văn Đài nó bên Đức á, có ai công nhận nó là luật sư không? Không ai công nhận nó là luật sư ấy. Tiếng Đức nó không biết, nó không ai công nhận nó là luật sư. Nó sống bằng trợ cấp xã hội và đánh bám á. Nó làm văn phòng nào nó không dám nói ra. Nó lên BBC, VOA, RFA mà nó chỉ là nó làm mấy cái video nó kiếm tiền, nhưng mà nó không dám nói nó làm trong cái văn phòng luật sư nào, vì thật sự nó đâu có việc, nó thất nghiệp, nó không làm được nghề gì hết á. Tiếng Đức không biết làm được cái gì mà người Đức người ta đâu công nhận nó là luật sư. Anh chàng Chu Phan à, người ta không công nhận nó là luật sư. Ai công nhận nó là luật sư mà nó ký tên là luật sư Nguyễn Văn Đài, chủ tịch hội anh em dân chủ, một cái hội mà gọi là nó tan rã từ lâu rồi. Chủ tịch thì có một mình nó, vừa là cái thành viên, vừa là chủ tịch luôn, có một mình nó à. Thì cái thằng Nguyễn Văn Đài nó biết gì về Việt Nam đâu, nhưng mà nó ảo tưởng sức mạnh để nó lòe mấy cái thằng ba que bên hải ngoại á, mấy thằng già á, thì nó tự xưng nó là luật sư hay là chủ tịch hội anh em dân chủ, mà thật sự nó là cái thằng trên trăng dưới dãi, không có một cái gì hết, chẳng có cái gì hết, thất nghiệp, sống ở trợ cấp xã hội, đi làm video cho BBC, VOA, RFA để kiếm tiền, nó sống một cái nghề như vậy, nghề phản động. Cái thằng mà cái chính châu Âu á, người ta coi như là thứ rác rưởi, như các bạn đã biết á, là cái hồi tháng 2 á, trước thì ngoài hồi trước Tết ấy, thì cái hiệp định thương mại tự do chung giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu ấy, gọi là EVFTA ấy, thằng Nguyễn Văn Đài nó chống hai lần, tức là cái lần đầu là dự thảo là thông qua đấy, lúc mà họp Liên minh châu Âu á, thì nó kéo một cái, nó gửi cái thỉnh nguyện thư gọi là 50.000 chữ ký, nó kéo thêm mấy cái thằng già sập lồn ấy, ở đâu ấy đấy, gọi là mấy thằng già khoảng chục đứa rồi đấy, cầm cái cờ ba que đứng trước nghị viện châu Âu á, vẫy gọi là phản đối EU ký EVFTA. Mà cái lần đấy là EU đồng ý thông qua, lúc đó là chưa ký, mới chỉ thông qua thôi. Cái đấy là cái thất bại đầu tiên của thằng Nguyễn Văn Đài. Sau đó khoảng tháng sau á, lúc mà ký á, thì nó cũng lên mạng, nó kêu gọi là không ký vì vấn đề nhân quyền, dân chủ, đủ thứ cái hết á, nó bảo là không ký. Nó kêu tiếp tục, nó kêu mấy thằng ba que sọc lồn nữa, mấy thằng già
đứng trước nghị viện châu Âu phất cờ tiếp phản đối. Nhưng mà cuối cùng sao, sau một cả buổi ấy đã họp đã ký một cái một và bọn nó phải lủi thủi ra về trong nhục nhã. Nó rất là nhục thằng Nguyễn Văn Đài, kéo theo nhục của mấy thằng sọc lồn nữa, mấy thằng bác khoe đi theo nó, rất là nhục. Châu Âu coi tụi mày không đáng, chỉ là đống rác thôi, tụi mày chẳng có giá trị gì hết, cứ ăn bám xã hội châu Âu. Mà hôm nay ấy, mày lên mày viết cái văn bản, mày có nhìn cái văn bản ấy, mày mà lên án tội ác của chính quyền Việt Nam, rồi mày đòi thả cái thằng hai thằng phản động mới bị bắt ra, mày nghĩ mày là ai hả Nguyễn Văn Đài? Bản thân mày đó, mày làm cái đúng gì? Luật sư à? Ai công nhận mày luật sư? Ai công nhận mày? Ai công nhận mày là luật sư? Nước Đức có công nhận mày không? Ừ? Nước Đức có công nhận mày là luật sư không? Mà lên mày biết mày là luật sư của Văn Đài. Ừ? Ai công nhận mày? Hiện giờ mày luật sư ở đâu? Nói tao nghe coi. Giờ cái lũ cầm quyền thì không thể tưởng tượng nổi chúng nó chém giết cộng sản như thế nào. Đúng với bạn Vũ Văn Đương thì cái bọn mà ba que nó bất hận là nó cùng cực, ngày càng nó bất hận đến ngàn thu. Khi nó chết cũng có nó bất hận đấy. Không biết là luật sư ở đâu. Hội An ninh Dân Chủ ấy, có một bình nó thành viên vừa làm chủ tịch luôn. Hội tan rã từ lâu rồi. Tan rã từ lâu rồi mà nó đó là nhân dân Hội An ninh Dân Chủ. Ra tối hậu thư ấy, đòi Việt Nam phải thả vô điều kiện hai cái thằng phản động bị bắt. Còn mày nghĩ mày là ai hả Nguyễn Văn Đài? Giờ Việt Nam không thả mày làm gì được? Ừ? Mày làm gì được? Thân mày chỉ là thân chó bên Đức thôi, chứ không phải là ông này ông lớn gì ông gì á. Tiếng nói của mày không ai nghe. Ừ? Mày phá EVFTA 2 lần 3 lần để mày đều thất bại. Mà bây giờ hôm nay mình sang mạng mày biết cái văn bản, như cái văn bản mà có chữ ký của mày á, mày ra tối hậu thư phải thả ra. Giờ không thả mày làm gì được? Ừ? Mày làm gì nổi? Mày sống mày sợ quá Văn Đài. Văn Đài là cái thằng mà tôi nói là mày xạo quá. Mày chỉ lừa những cái thằng già bác que bên Đức thôi, bên châu Âu thôi, chứ mày không lừa dân trong nước đâu. Mày không lừa được cộng đồng mạng đâu. Mày bảo là nhân dân Hội An ninh Dân Chủ, luật sư của Văn Đài. Ai nghe? Ai nghe mày? Tiếng nói mày được tới đâu? Ừ? Mày đòi phải thả ra mà. Mày nghĩ mày là ông lớn này ông lớn kia ảnh hưởng quốc tế à? Mày nghĩ mày là ai? Ừ? Mày làm cái thằng thất nghiệp, không nghề, không nghiệp, sống bằng trợ cấp xã hội, sống bằng video làm YouTube, sống bằng cách trả lời những cái đài BBC, RFA, VOA, sống bằng nghề như vậy. Chứ mày không phải sống bằng nghề luật sư. Thì không ai công nhận mày luật sư hết đấy. Nước Đức không ai gọi mày luật sư bên Đức hết đấy. Thằng Văn Đài vào kho à bạn? Nó đang sống bên Đức sao vào kho được? Nó trốn rồi, nó gọi là nó trốn ở nước ngoài rồi. Cái thằng bị điên, nó bị hoang tưởng mà. Nó nghĩ nó là ông lớn này, ông lớn kia, nó là chức gì đó ghê lắm. Nhưng mà nó chung chỉ lừa mấy thằng sập lồn thôi, mấy thằng già sập lồn, nó cầm lừa ba que đấy. Hay nó chỉ mày lừa mấy thằng đấy thôi. Mà kiếm chút cháo tiền thôi, chứ làm sao mà lừa được dân trong nước, làm sao mà lừa được cộng đồng mạng. Ừ? Sao mà lừa được? Mà mày ghi cái gọi là lên án tội ác, gọi là gì à, phải thả hàng đấy ra vô điều kiện. Nhưng mà cái câu cuối mày chốt á, mày nói là cái hội của mày á và mày á mà sẽ lật đổ nhà nước này. Đủ, mày nghĩ mày là ai vậy hả? Mày muốn lật mày về đây mày lật, chứ mày sao mày trốn chui như chó vậy? Ừ? Sao mày phải trốn như vậy? Trốn thì mày múa phím, mày cào phím trẻ con nó cũng làm được. Văn bản của mày ấy, con nít cũng biết ra được, nó cũng làm ra được. Thời đại này thằng nào cũng làm được cái văn bản như của mày ấy. Đến đây mày xem văn mạng này. Nói thật, những Văn Đài ấy, mà nhục lắm con. Mày viết ra mày không biết nhục hay sao? Mày ngon rồi về Việt Nam mà thực hiện cái lời hứa của mày. Sao phải trốn? Tôi ăn cấp xã hội đấy, thế là mày làm được cái gì, chức vụ gì bên Đức? Ừ?
Mày có địa vị gì? Mày thằng đạt được biết Đức không? Mày đi mày ra cái câu mà mày biết cái văn bản của mày ấy, thì tao nhìn cho nó thật nó. Cái đầu óc mày nó thật sự nó hoang tưởng. Mày bị điên rồi. Mày nghĩ mày là ông lớn này, ông lớn kia hả? Nói thật, cái thằng như mày ấy, bị điên rồi. Mày chống cộng nhiều quá, mày phản động nhiều quá mà bị điên. Mày cái mục đích của mày không đạt được thì mày bị điên rồi. Mày bị điên rồi, cái văn đài. Tao ngứa thật đấy, tao nhìn cái văn bản mày viết ra. Không thể tưởng tượng sao mày viết được cái đấy ra. Cái thực ấu trĩ và sự hoang tưởng cùng cực của những cái thằng điên. Mày điên mà kéo theo một lũ bác que điên theo mày. Thằng già để nó nghỉ ngơi. Nên là nó điên theo mày luôn à. Thế mà tôi không phải lời tôi nói thằng Nguyễn Văn Đài. Mày là cái gì bên Đức? Mày làm được nghề gì? Mày là luật sư à? Ai công nhận? Mày làm văn phòng luật nào? Mày là ông lớn gì? Ông gì? Chức gì? Mà dám nổi được yêu sách Việt Nam? Mẹ một cái thằng trên răng dưới dái, chẳng có gì trong tay, tiếng nói mà cũng chẳng được bao nhiêu. Mà bố này bố lao bố lêu. Đấy, nó chỉ là vài lời tôi nói với thằng Nguyễn Văn Đài vậy á. Tôi chỉ có nói về đứa nó vậy thôi. Cái thằng mà nó điên rồi, cái đầu óc không hoang tưởng rồi. Mà chẳng làm cái gì nữa, ông Nguyễn Văn Đài. Nói thật. Bất khủng lại trong nhờ. Thôi, tôi xin kết thúc cái livestream này đây. Chửi thằng Nguyễn Văn Đài nhiều rồi. Hy vọng nó nghe được. Cái thằng luật sư giỏm mà, cái thằng luật sư vô láo nếu giả tạo mà. Hy vọng là nó nghe được cái livestream này của tôi. Và xin chào tạm biệt các bạn.